Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bạch hầu là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp, gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, nếu hiểu và có các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là làm tốt công tác tiêm phòng, sẽ hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Tình hình bệnh bạch hầu ở nước ta hiện nay, trong tháng 6 nước ta đã có 4 ca nhiễm bạch hầu tại huyện Krông Nô và 8 ca tại huyện Đắk Lông của tỉnh Đắk Nông, trong đó có một bé gái 9 tuổi vì phát hiện muộn nên tử vong. Theo Cục Y tế Dự phòng, thì hai huyện này đều có tỷ lệ tiêm phòng vaccine bạch hầu thấp và các trường hợp nhiễm trên đều chưa được tiêm phòng. Trước tình hình diễn biến tại tỉnh Đắk Nông, Bộ Y tế đã nhanh chóng gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh, đồng thời cũng đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cử đội hỗ trợ đến địa phương để triển khai và thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát bệnh. Cho đến nay, theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, thì các ổ dịch đều đã ổn định và ít ghi nhận trường hợp mắc bệnh thêm. Khái niệm về bệnh bạch hầu và nguyên nhân gây bệnh. Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Đây là một bệnh cấp tính với đặc trưng là hình thành lớp màng giả hay còn gọi là giả mạc ở tuyến hầu họng, tuyến hạnh nhân, niêm mạc trong mũi, thanh quản hay trên da, niêm mạc mắt, cơ quan sinh dục. Vi khuẩn bạch hầu là nguyên nhân gây ra bệnh và có khả năng lây từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc với dịch tiết hoặc đường hô hấp. Sau khi vi khuẩn xâm nhập vào hầu họng hay một số vị trí niêm mạc khác trên cơ thể người không có miễn dịch chống lại chúng, chúng sẽ nhanh chóng tiết ra độc tố gây bệnh. Tại đây, độc tố sẽ ức chế quá trình tổng hợp tế bào mới và làm chết tế bào, hình thành các màng giả. Sau đó, độc tố vào máu và di chuyển khắp cơ thể, gây tổn thương nhiều cơ quan mà chúng đi qua hay lưu hành như tim, thận. Mức độ nguy hiểm của bệnh bạch hầu như thế nào? Tùy vào từng vị trí khác nhau mà bạch hầu cũng chia thành các biểu hiện khác nhau. Thông thường, sau thời gian ủ bệnh tối đa 10 ngày, thì bệnh nhân có những biểu hiện phổ biến như sốt, sưng các tuyến ở cổ, sưng họng, viêm và đau rát cổ họng, ho, dịch nhầy, đờm có mủ, đôi khi còn lẫn máu, người hay mệt mỏi, chán ăn. Hầu hết các trường hợp sau khi có biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ nhanh chóng được sử dụng thuốc kháng độc kết hợp với kháng sinh. Tuy nhiên, nếu độc tố quá mạnh hoặc người bệnh không có sự can thiệp điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Tất cả các biến chứng đều bắt nguồn từ độc tố của vi khuẩn và thường có sự tương quan với các tổn thương lan tỏa. Viêm cơ tim. Người bệnh sẽ thường xuyên có các biểu hiện mệt mỏi, tức ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim, ngất đột ngột. Việc điều trị biến chứng tim sẽ rất khó khăn. Với các trường hợp nặng hay suy tim, có thể phải sử dụng máy thở. Biến chứng có thể xảy ra vào giai đoạn toàn phát hoặc sau khi khỏi bệnh vài tuần và thường có tiên lượng xấu với tỷ lệ tử vong cao. Viêm dây thần kinh. Khi vi khuẩn lưu trú trong các dây thần kinh, nhất là thần kinh vận động, sẽ có các biểu hiện như liệt màng khẩu cái ở tuần thứ 3, liệt các dây thần kinh mãn nhãn, cơ, chi, liệt cơ hoành ở tuần thứ 5, liệt cơ hoành cơ thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Với biến chứng này, bệnh nhân tử vong thường do các biến chứng khác gây ra, nếu không thì vẫn có khả năng hồi phục hoàn toàn. Các biện pháp phòng bệnh bạch hầu. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, giữ vệ sinh thân thể, nhất là họng và mũi, rửa và súc miệng thường xuyên bằng nước muối, che miệng mỗi khi ho, hắt hơi, không dùng chung các vật dụng cá nhân với người bệnh, hạn chế tiếp xúc, đặc biệt là dịch tiết để tránh làm lây lan vi khuẩn, thường xuyên vệ sinh sát trùng khu vực sân vườn, nhà ở, nhất là hộ có con nhỏ. Các nhà trẻ phải đảm bảo luôn sạch, thoáng mát, có ánh nắng chiếu vào để diệt khuẩn. Khi có bất kỳ biểu hiện nào nghi ngờ bệnh, phải nhanh chóng tuân thủ các biện pháp cách ly và đến cơ sở y tế để kiểm tra. Bên cạnh việc hiểu bạch hầu là gì cũng như tuân thủ các biện pháp nêu trên thì cách để phòng bệnh tốt nhất hiện nay được Bộ Y tế khuyến cáo là tiêm phòng vaccine bạch hầu đầy đủ và đúng lịch. Quý vị và các bạn thân mến, những điều cần biết về bệnh bạch hầu sẽ là nội dung trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.